cô mừng phát khóc luôn. Cô nằm viện muốn ngày, thấy các sản phụ khác đều phải sinh mổ, chỉ có mình cô là sinh dễ. Nguyên nhân là do y viện gia tăng thu nhập, các sản phụ vì muốn sinh thuận lợi đều để cho bác sĩ mổ lấy con. Nhưng ai cũng hiểu, sinh mổ vừa làm tổn thương thân thể, lại vừa hao tài. Thực sự là do nghiệp lực chiêu cảm nên thôi. Mười ngày sau, Hải Ba gọi điện tới, kể là hôm xuất viện về nhà, đứa bé không hề khóc dù một chút, nhưng ba ngày sau thì lại khóc, hiện giờ còn khóc liên tục cả tuần nay, bú sữa cũng khóc, gì cũng không chịu, bé còn phát sốt nữa, chẳng biết là nguyên nhân gì. Tôi hỏi, cô có ăn thức gì khác hay không? Cô giải thích do mẹ chồng từ quê lên, thấy cô ăn chay không ăn thịt, nên rất tức giận, bà khăng khăng bắt cô phải ăn cá trích để tẩm bổ thân thể vì vậy cô phải miễn cưỡng ăn để cho bà vui rồi cô than mẹ chồng còn đòi giết gà mái hầm cho tôi ăn nữa tôi phải làm sao bây giờ tôi bảo cháu bé sở dĩ khóc lóc ầm ĩ là do từ lúc cô tụng cho nó bốn mươi chín bộ kinh địa tạng thì nó đã tiêu nghiệp lại tăng thêm quệ căn cho nên nó không muốn bú sữa có độ mặn nếu như cô không có ăn thịt cá chắc chắn bé sẽ không khóc. Hãy ba nói. Mẹ chồng tôi ngày mai sẽ giết gà, vậy phải ứng phó ra sao đây? Tôi nói. Để không làm tổn thương tình cảm mẹ chồng, cô có thể nhượng bộ ăn chút gà cá, nhưng tuyệt đối không nên giết sống, mà hãy mua đồ bán sẵn ở ngoài chợ. Dù vậy, bản thân cô hàng ngày đều phải vì gà cá đó trì chú giảng sinh, hồi hướng công đức cho nó, làm giảm đi tâm quán hận vì bị tàn hại giết ăn. Hải ba bèn thương lượng cùng mẹ chồng. Lúc đứa bé bú sữa, nó vẫn khóc, nhưng bú xong thì im lặng ngủ. Hải ba nghĩ thầm. Thằng bé xem ra cũng biết thâm cảm cho tình cảm khó xử của mẹ nó. Thân mẫu hải ba vốn là người ăn chay niệm Phật thuần thành, Mấy ngày sau, bà từ Đông Bắc lên thăm cháu ngoại. Hải Ba kể, thằng bé vừa thấy bà ngoại đã cười, nhưng khi thấy bà nội đồi bồng là nó khóc. Còn bà ngoại đưa tay bồng thì nó không khóc, khiến cho bà nội nó không hiểu tại sao. Mẹ ruột Hải Ba biết nguyên nhân đứa bé bú sữa khóc, nên chẳng muốn Hải Ba tiếp tục bị ép ăn mặn. Thế là bà viện cớ nơi đây phòng ốc không rộng rãi, xin phép mẹ chồng để đem Hải Ba và cháu ngoại về Đông Bắc nuôi. Đến nay, nhìn thấy thằng bé lanh lẹ, khả ái, nghề một lớn khỏe, cả nhà, ai cũng mừng. Giải thích Trong kinh Địa Tạng, Phạm thứ sáu, Phật dạy Về sao, nơi của ta bà này, nếu có người nào mới sinh con trai hay con gái, nội trong bảy ngày, sớm vì đứa trẻ mới sinh ra mà tụng kinh Địa Tạng và điểm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng đủ một ngàn biến thì đứa trẻ mới sanh ra đó được thoát khỏi tội đời trước nó từng gây ra và sẽ được an ổn, vui vẻ, dễ nuôi và sống lâu. Còn nếu đứa bé ấy đã có sẵn nhiều phước rồi, thì phúc thọ càng tăng hơn nữa. Ăn thịt, chướng ngại, thiện chung Có một người phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm, hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa thượng Diệu Pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng, mà chiêu cảm nên. Bà kể, mình hồi nhỏ nhát gan, ngay có con sâu cũng không dám giết. Khi sư phụ hỏi bà, có thường ăn thịt cua sống ven biển hay không? Bà kinh ngạc xử người, liền khai ra mọi sự. Con gái bà được phái qua Nhật Bản mấy năm, năm nào cũng rước bà qua Nhật ở trên một tháng. Do bà không ăn thịt, nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống ven biển còn giải thích là ăn thịt cua chân cách thủy đâu do mình giết nó hòa thượng nhiều pháp bảo bà những con cua biển đó nhân vì thực khách đòi ăn nó mới bị bếp sư hấp chết ngài lại bảo những món này cho dù là khi mua bà thấy đó đã chết hay dù mua từ ngăn đông lạnh hoặc được người làm xong cho bà ăn chín nếu nói một cách nghiêm nhặt, đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả. Bởi vì nếu như người ăn bằng giảm thiểu thì hành vi giết chóc cũng ít đi. Nói cho trót ráo thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh. Sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, liền khai thị tiếp. Có người sát sinh rất nhiều thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh. Nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe, song có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó, hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó, thì bệnh lại phát ra. Nguyên nhân là do nghiệp lực và phúc báo mỗi cá nhân tích lũy không đồng. Giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng ngày ngày đều uống trong thời gian ngắn vẫn không sao nhưng có người ngay cả nhắm chút rượu thậm chí đến rượu bia cũng không uống được hễ uống là sai đây chính là do mỗi cá nhân tửu lượng không đồng nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt ưa tạo nghiệp sát sinh ưa ăn thịt động vật thì sớm muộn gì quả báo cũng đến vì tham ăn ngon muốn khoái khẩu mà người ta mặc tình tàn sát động vật và thèm ăn mỹ dị máu tanh mà tự chiêu vào mình mầm móng oán hận hòa tai nên nói bệnh tùng khẩu nhập là như vậy hòa thượng lại hỏi bà nhà bà có lư hương đồng giả đồ cổ không? Dạ có. Bà lộ vẻ rất kinh hãi, hai mắt nhìn hòa thượng trân trối. Bà cất đó ở đâu? Hình như ở trên sân thượng ạ. À? Khi bà về, mau lấy ra rửa sạch để ráo. Phàm là đồ cúng, nếu không dùng, cần bảo tồn, xử lý cho ổn, hoặc là chuyển tặng cho người, đừng tùy tiện đặt để bừa bãi, như vậy là không cung kính. Hòa thượng nói tha thiết: "Tôi đã nhắc bà hai điều, nếu như biết lỗi sám hối, bệnh của bà sẽ dần chuyển tốt. Nếu muốn thực sự khỏe mạnh thì nên dứt hẳn thịt cá, ăn chay trường. Ăn thịt chúng sinh mà niệm Phật là tham dục chẳng đoạn." tội lỗi không đoạn danh hiệu phật và tâm khó thể tương ưng dù niệm hơn trăm năm cũng khó về cực lạc tại hồng kông và ngoại thành cửu long thường có người đem tượng bồ tát quan thế âm tổ sư đạt ma tế công tùy tiện bỏ ngoài ven lộ làm thế là không cung kính xin hãy cẩn thận tránh điều này hy vọng quý vị biết sai liền sửa Bồ Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ, như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, đều là các bậc đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh, thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ, may là trong biển khổ còn có Bồ Tát trợ giúp, đời nay có thể được thân cận, nghe danh Bồ Tát, chính là nhờ nhiều đời quý vị tu thiền căn, tạo phúc đức nhân duyên sâu mới có được điều đáng quý khó được. Bồ Tát là đệ nhất bảo tàng trong dân thế. Nếu quý vị đem từ Bồ Tát vứt bỏ ngoài đường, nghĩa là vứt bỏ bảo tàng, đoạn mất duyên lành, tổn thất lớn nhất, vẫn là bản thân. Thật là đáng tiếc. Đọc, Đọc nhiều, nhiều kinh Phật, tăng, tăng trí huệ. Hồ nữ cư sĩ hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp Thỉnh Giáo, bà bị bệnh tim ba bốn năm nay. Mặc dù đã đi bệnh viện chữa trị nhưng lúc tốt lúc xấu. Sau đó nhờ người giới thiệu kể là sư phụ giảng giải Phật lý rất hay, nếu tin theo không ăn thịt sát sanh, hàng ngày niệm Phật và làm thiện thì có thể khiến cho tim khỏe lại. Thế là bà vội quy y Phật môn nhưng không biết bệnh bà bao giờ mới lành. Sư phụ mỉm cười hỏi bà: "Đào hữu, không có ăn chay à?" Thưa, con ăn chay. Tôi cảm thấy bà vẫn đang ăn cá, tôm cua. Nhất là rất ưa ăn tôm càng. Không chỉ tự bà ưa ăn, mà còn giới thiệu bạn bè đến tiệm ít ăn và còn ca ngợi. Quảng cáo tiệm đó nấu rất ngon. Bà có làm vậy hay không? Hồ cư sĩ nghe sư phụ nói, rơi nước mắt hỏi. Ôi sư phụ, cá, tôm, cua, bà cũng thích là thịt sao? Còn giờ nghĩ là mình đã ăn chay đó. Sư phụ nói. Cá, tôm, cua, nếu không phải thịt, thì bà cho là gì? Là rau cải à? Địa tử Phật giữ giới không ăn mặn và không ăn các thứ hành, hẹ, tỏi. Bà phải biết là không ăn mặn bao gồm các loài động vật có mạng sống có máu thịt mà cá tôm cua là động vật chúng vẫn có mạng sống bà phải dứt ăn mặn ăn chay cho đúng thì bệnh mới chuyển tốt được dạ vâng thưa sư phụ từ giờ con sẽ bắt đầu lại con sẽ không ăn các loại động vật bao gồm cá tôm cua bà hồ nói sư phụ lại khai thị đệ tử phật không những tự mình giữ giới xác dứt hẳn ăn thịt không uống rượu không hút thuốc cũng chẳng nên giới thiệu người đến chỗ nào đó ăn thịt bày cho họ hút thuốc hay nhậu nhẹt lại càng không thể kinh doanh các thứ ấy bởi vì luôn má rượu thuốc thịt cho người dùng ăn là phạm tội giống như tự mình không hút thuốc lại bán cho người hút thì lỗi cũng đồng vậy do bà có giới thiệu người đi ăn đồ mặn, nên phải nhận ra lỗi ấy mà sám hối. Sư phụ, con đã hiểu rõ. Từ nay về sau, không những tự mình ăn chay mà nhất quyết sẽ chẳng xuống người đi ăn đồ mặn nữa. Tôi ngồi bên cạnh nghe sư phụ và bà Hồ nói, không nhịn được, bèn góp lời. Bà cảm thấy tim có dễ chịu hơn không? Bà ngẩn người một chút, rồi sau đó hiểu ý tôi, cao hứng phát biểu. Ôi chào, thật thư thái lắm ạ. À. Đã rất lâu rồi, tôi chưa có được cảm giác nhẹ khỏe như thế này. Người tin thờ Phật, ăn chay không dững, chỉ để trị lành bệnh mà quan trọng nhất là phải hiểu rõ đạo lý cốt yếu trong vũ trụ nhân sinh. Phải nên xem các bộ, tâm kinh, kinh địa tạng, pháp bảo đàn và kinh lương hoàng xám, vân vân Còn có kinh lăng nghiêm nữa. Đây là những bộ kinh giúp khai mở trí huệ, phân rõ 50 loại ma ngủ ấm. Có thể nhờ xem kinh mà đương theo đó, các vị tự xét hành vi của mình có phù hợp với chánh pháp hay không. Cho nên nói, chỉ có xem kinh mới tăng trí huệ. Thân phù cầu siêu độ Có vị bác sĩ họ hoàng, đột nhiên mắc bệnh rất lạ, hãy trời vừa tối là hai mắt của ông đúng trồng, không nói năng, không ngủ ghê gì, mà còn tay đắm chân đá. Nhưng trời vừa sáng, thì ông trở lại bình thường. Nghe nói, từ hồi phát bệnh đến giờ, đã có sáu bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho ông, nhưng thấy đều bó tay hết cách. Vợ của ông cũng thử trị liệu theo khí công đương thời, nhưng bác sĩ Hoàng chẳng tin, căn bản là không chịu đi sau đó vợ bác sĩ hoàng được lý giáo sư nhiệt tâm giới thiệu nên bà định đến cầu hòa thượng xem bệnh giùm cho bà hoàng kể chồng mình ngay cả khí công cũng không tin vì vậy e là ông không thể đến để cho hòa thượng xem cho ông xã bà luôn cho rằng tất cả đều làm mê tín sau đó khi về nhà bà hoàng kể ra chuyện này để thăm dò ý chồng thử. nào dè yeah, bác bác sĩ Hoàng sáng lên, cuốn quyết hỏi. Bà nói hòa thượng đó tên gì? Khi nghe nói đến mấy từ, hòa thượng diệu pháp, thì ông tỏ vẻ nôn nóng đến mức không thể đợi, nặng nặc đợi liên lạc với giáo sư Lý cho bằng được, còn ngõ ý muốn bái hòa thượng làm thầy. Mấy ngày sau, tôi cùng giáo sư Lý, vợ chồng bác sĩ Hoàng lên xe đến ngũ đài sơn để bái kiến hòa thượng cho kịp trước khi trời tối nhưng việc tôi đề nghị phải gọi điện trước, nên sư phụ đã có chuẩn bị. Sư phụ, hỏi bác sĩ Hoàng. Phụ thân của ông còn hay mất? Bà Hoàng, đã thay cho chồng. Dạ, mất đã gần hai năm. Sư phụ nói. Ông có hai người anh, nhưng phụ thân thương ông nhất. Lúc này, do trời đã tối, nên bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng trồng, một mực không nói năng chi. Bà vợ vẫn đáp thay. Dạ sư phụ, ngài nói rất đúng, hai người anh ở tại cố hương, còn ông xã con thì ở chốn thị thành. Từ nhỏ, ba chồng con thương anh ấy nhất. Hòa thượng giải thích. Cha của y lúc sinh tiền nghiệp sát tương đối nặng, nên sau khi chết phải thọ cổ tại ác đạo. Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình nên từng báo mộng cho y nhưng y không tin vì vậy để thoát ly khổ ải ông ta bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách dựa xác con để ép đó đến cửa phật cầu cứu giúp các vị xem hiện thời nhãn thần của y đã trở nên bình thường rồi phải không lúc này mọi người quay sang nhìn bác sĩ hoàng thấy mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường sư phụ lại nói tiếp đợi một chút trước tiên các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái phật hôm sau sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện địa tạng phương đương nhờ sức mạnh tụng kinh của chư tăng phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc đột nhiên bác sĩ hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân hòa thượng vẻ mặt kiên quyết, nài nỉ. Sư phụ, con muốn bái ngài làm thầy, xin thầy hãy thu nhẫn con. Bà Hoàng nghe nói thế, mặt lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, chẳng biết làm sao. Chỉ thấy hòa thượng mỉm cười bảo. Được rồi, con hãy làm đệ tử tại gia của Phật Vôn. Khi tôi hướng bà Hoàng giải thích, đệ tử tại gia là thế nào rồi, thì bà mới thở vào nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng rằng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cung vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện, nhất tề bái Phật. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đại khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng đã ngủ được bình an. Hiện giờ, bác sĩ Hoàng đang tập tu rất tinh tấn, siêng năng. Xưa nay, bản chất ông vốn ít nói, nhưng khi nghe mọi người tán dương bình, mặt ông tươi lên, hướng hở, bảo. Đây là nhờ tôi nhân quả mà được phúc đó nha. Vì bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng là nạn nhân và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái mà y học vô phương cứu chữa, chính nhờ sự trợ giúp của bậc cao tăng đắc đạo. Mà cha ông được tiêu trừ tốt nghiệp và ông có thể bén duyên sâu với Phật môn như hiện nay thai nhi ưa nghe kinh địa tạng trần nữ sĩ là láng giềng của tôi vừa rồi tâm sự con gái tôi có thai hơn bảy tháng gần đây thai nhi ở trong bụng thường hay tay đắm chân đá khiến mẹ của nó vô cùng đau đớn tôi bảo bà suy theo pháp lý phật thì đứa con trong bụng là nghiệt duyên tìm tới đòi nợ hành hạ đây cũng có thể là cho nghiệp sát sanh ăn thịt tạo thành. Tốt nhất từ hôm nay, thai phụ nên ngưng ăn thịt, tức là không ăn mặn mà ăn chay hoàn toàn. Bà bảo cháu, hãy vì thai nhi tụng một bộ kinh địa tạng thử xem. Chỉ cần cung kính nhất tâm tụng sẽ có hiệu quả tốt. Tôi còn nói thêm. Nếu như thai phụ kiên tâm trì tụng bảy hộ kinh địa tạng hồi hướng cho cháu, thì sẽ giải trừ quan trái giữa hai mẹ con còn nếu như tụng kinh địa tạng rồi mà không có hiệu quả, thì tôi sẽ để con gái của bà ăn thịt lại. Tiếp đến, tôi đưa bà cuốn kinh địa tạng để đem về cho con gái tụng. Hôm sau, Trần Nữ Sĩ vui vẻ cảm ơn tôi. Bà nói, Dạ, đêm qua, tôi về nhà đem lời tuyên sinh kể cho cháu nó nghe. Nó nghe xong thì lập tức tắm rửa, khởi sự tụng kinh địa tạng. Tụng xong thì thấy thai nhi để yên không đánh đánh nữa. Cuối cùng, đêm rồi con gái tôi cũng ngủ được an giấc. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đây là kỳ tích chưa từng có được trong mấy tháng gần đây. Đồng thời, con bà cũng từ bỏ thói quen ăn mặn. Trần nữ sĩ lại tám tháng nói. Phật Pháp thật quá linh nghiệm. Giá như con gái tôi được mách bảo sớm một chút. Ngày thường biết tụng kinh, thì đâu đến nỗi phải chịu khổ như vậy. Không bao lâu, con gái trần nữ sĩ sinh ra một bé trai khả ái lúc sinh nở hầu như không bị đau đớn suốt một tháng ở cử mỗi ngày cháu được tụng một bộ kinh địa tạng trước đây sản phụ ưa ăn mặn nhưng kỳ quái là bây giờ hãy nghe đến thịt là rất ghét trần nữ sĩ hỏi tôi nguyên nhân vì sao tôi bảo nghe mùa thịt rất không ưa đó là nhờ công đức tụng kinh nên thân tâm được định quá. Khiến Phật tính giống có tự hiện lộ, không còn muốn tiếp thọ thức ăn máu thịt của chúng sinh. Con gái bà giờ chỉ cần ăn nhiều thức ăn chay rau quả, thân thể nhất định sẽ tốt hơn trước. Bình trùng khẩu nhập Nếu muốn không bị bệnh trong tâm phải thanh tình. Chúng sanh đều có tình, quý mạng phải hồ, phải hồ sinh. sinh. Lý nữ sĩ từ Đài Loan sang, thỉnh giáo hòa thượng Diệu Pháp. Mẹ chồng con thân không có bệnh gì, chỉ là mỗi khi ra đường chưa được trăm mét, thì hai cổ chân cảm thấy rất là thốn đau, phải ngồi nghỉ một chút thì mới đi tiếp được. Vì vậy bà đã đi khắp các bệnh viện Đài Loan và Mỹ để chữa trị mà tiền không có ra bệnh. Xin sư phụ khai thị. Mẹ ngươi rất ưa ăn giò heo hầm phải không? Dạ đúng, thưa sư phụ. Ngài làm sao mà biết được? Mẹ con ngày nào cũng đòi ăn giò heo, nếu không ăn thì tối đó ngủ không được. Hãy về bảo với mẹ con, từ nay về sau không được ăn giò heo nữa. Nếu như bà có thể sám hối, hàng ngày chịu ăn chay niệm Phật, dần dần bệnh sẽ lành. Nữ sĩ nói, vì sao lại không thể ăn giò heo? sư phụ giải thích nhân thế nào quả thế ấy người ưa ăn ngư nhãn tức là con ngươi của cá thì hay bị bệnh mắt người khoái nhai cổ gà thì xương cổ của họ sẽ có vấn đề người mê ăn lòng heo sẽ đau bao tử đừng có ngu si một bề tin theo thuyết ăn cơ quan gì trên thân vật là tẩm bổ cơ quan đó trên thân mình. Nếu cứ tin rằng ăn các thứ đó vô sẽ bổ chỗ này chỗ nọ là hoàn toàn đại sai lầm. Ngoài việc tàn hại kẻ khác làm lợi mình, cuối cùng kết quả vẫn là tự hại. Chắc chắn sẽ bị báo ứng, phải bồi hoàn trả nợ mà thôi. Thay Nhi nghe kinh Giải oán hường Chàng trai mạnh vĩ và cô gái trung hồng là đôi tình dân có đồng tín ngưỡng Phật. Sau khi kết hôn, cả hai đồng tâm đồng chí cùng tụng kinh trì giới tu hành. Là gia đình Phật hóa gương mẫu, họ sống rất hạnh phúc, khiến các bạn đồng tu phải hâm mộ ước ao. Bạn gái trung hồng là Lan, sắp xỉ tuổi nàng, đã kết hôn trước. Trong thời kỳ mang thai, cũng nhờ Lan Chí Thành tụng kinh địa tạng, kinh phổ môn, khuyên ngăn gia đình không nên sát sinh giết vật cho nàng tẩm bổ. Nhờ vậy mà vợ chồng Lan cứ nối tiếp sinh ra những đứa con cưng xinh đẹp, đáng yêu. Những đứa bé nhờ ba mẹ tụng kinh mà sinh ra, thường có chung một đặc điểm là rất thông minh, xinh xắn, linh hoạt, hay cười và ít khóc, chẳng làm rộn ba mẹ. Khi Trung Hồng mang thai, vì thương con, hai vợ chồng bắt đầu tùng kinh địa tạng, hy vọng sẽ sinh ra một đứa bé thiền căng sâu dày, xinh đẹp, ơn ý. Trong thời kỳ có mang, cái thai trong bụng trung hồng thường phản ứng mạnh bạo. Bé hành mẹ rất dữ, khiến nàng hay buồn nôn, bực bội, bị xương phù, xương thần kinh tọa bị đau, ăn không ngon, đêm chẳng ngủ an. Tóm lại, nàng nếm mùi đau khổ nhiều hơn những thai phụ khác. Chỉ có điều khiến cho cả nhà thấy an ủi. Là buổi tối trước khi lâm bồn, sau khi khám thai lần chót, thấy tim thai, tất cả đều bình thường. Bác sĩ dự tính ngày sinh sẽ đúng vào mùng một Tết. Đây là ngày khiến toàn gia càng hoan hỷ. Đêm giao thừa, nhà nào nhà nấy vui vẻ đoàn tụ, tiếng pháo nổ tròn tan, đứa bé trong bụng chung hồng cũng khua chân, múa tai đánh đấm lung tung mẹ chồng Trung Hồng nói. Đứa bé này cậu bộ rất nôn nóng muốn ra chơi pháo đây. Câu nói đùa của bà khiến ai nấy cười xòa. Nhưng thế sự vô thường. Tới ngày sinh mới biết đứa bé do bị cuốn rốn quấn quanh cổ mà chết. Chết ngay trong đêm giao thừa, chết sau lần cử động mạnh cuối cùng. Trong khi tất cả mọi người đều hân hoan nô nức ngóng trong chờ đợi bé ra đời tên dữ này đúng là sấm nổ giữa trời quang không những khiến vợ chồng trung hồng bất ngờ và đau khổ tột độ mà cũng khiến tôi hết sức kinh ngạc và thắc mắc không sao hiểu nổi sáng hôm đó khi trung hồng nhập viện chờ sinh và nhận được hung tin thai đã chết đêm qua tôi cũng sốc đinh quên bén luôn đó là mùng một năm mới khi nhìn cảnh một người cha trẻ tuổi đứng chờ trước phòng sinh nhưng chàng biết mình vĩnh viễn không còn được nghe tiếng khóc chào đời của con thơ một người mẹ trẻ đợi lâm buồn nhưng cô biết rõ mình không còn dịp để sờ vào thân thể nóng ấm đầy sức sống của con nữa lúc đó quả thực tôi nghĩ không ra lời lẽ nào trong dân quả để mà an ủi họ trước tình cảnh này tôi nghĩ gì cũng không thông tại sao trời cứ khăng khăng bắt hai vị phật tử chí thành phải mang lấy họa lớn mất con. Điều này không những khiến cho cha mẹ hai bên mất đi lòng tin Phật, mà thân quyến họ còn được thể hung hăng, một mực chỉ trích mạnh vĩ và chung hồng. Quá mê tín Phật giáo, có khả năng hai vợ chồng họ sẽ thối thức đạo tâm. Do vậy, dù đang ở trước sản phòng, tôi vẫn gọi điện kể cho Hòa Thượng nhiều Pháp nghe hết mọi sự. Thật là ngoài sức tưởng tượng, Sư phụ nghe xong, không nói nửa câu thương tiếc hay chia buồn. Lần thay, lệnh thay. Ngài còn sai tôi, đi tìm Mạnh Vĩ hỏi ngay là, có phải hồi xưa ông nội anh hành nghề đồ tể, và giết rất nhiều heo, sư phụ còn giải thích cho tôi nghe. Thái Nhi lần này, chính thực là quan gia, quán cừu, quyết lòng tới đòi nợ họ. Mà lại nói, vì vậy mà kể từ lúc thần thức vừa nhập thai, ngày nào nó cũng hành hạ sản phụ khiến cả nhà không được phút giây an ổn thế nhưng nhờ hai vợ chồng mạnh dĩ chung hồng thành tâm sớm tối niệm phật tụng kinh nên thai nhi dần dần tiếp thọ phật pháp huống nữa cha mẹ đã vì thai nhi mà tụng kinh địa tạng mà kinh này chuyên giúp tiêu trừ nghiệp chướng tiền khiên Nhờ vậy mà trong suốt gần 10 tháng nghe kinh, thai nhi đã thực sự được lợi ích. Do nghiệp chứng tiêu trừ và lòng nó cũng tiêu luôn niềm oán thù sân hận đối với ông nội mạnh dĩ. Tiêu tan hẳn ý niệm muốn tìm con cháu hiện tại của ông mà báo thù. Hiện tại dông hồn thai nhi đã siêu thăng lên thiên giới tu hành rồi. Nó chẳng còn quay lại thế gian để tìm kẻ thù báo oán làm chi nữa? Tôi liền hỏi sư phụ. Vậy thì vì sao thai nhi đến lúc sắp sinh mới chết? Có hai lý do. Một, mẹ con duyên phận chưa tận. Hai, thai nhi ưa nghe kinh thính pháp. Vì vậy mà nó một mực kiên trì đến phút cuối mới chịu lìa xa. Nói ngược lại, nếu như vợ chồng họ không tin Phật, chẳng chí thành niệm phật tụng kinh thì đứa bé này nhất định sẽ chẳng thể chết đi nó sẽ sinh ra thuận lợi nhưng mà toàn gia bọn họ sẽ tùy theo tuổi tác trưởng thành của đứa bé mà phiền não ngày càng tăng cuối cùng dòng họ mạnh sẽ lâm vào cảnh gia phá nhân vong sẽ bị quỷ diệt hoàn toàn trong tay đứa bé này bởi vậy khi thảy nhi chết ai nhìn vào cũng tưởng là bất hạnh toàn gia ôm khổ đau thống thiết nhưng thực sự các vị đang được hưởng phúc tiêu tai họa đó đây chính là điều đáng chúc mừng tôi nghe sư phụ giảng giải xong tinh thần phấn chấn hẳn lên may đen nghi ngờ tiêu tan tôi lập tức đến chỗ mạnh vĩ đang chìm đắm trong niềm bi thống xác minh ngay mọi điều. Sư phụ vừa kêu tôi hỏi, thế ra tất cả đều đúng y như vậy. Mạnh vĩ nhìn giận ông nội chàng thuở sinh tiền, chuyên sống bằng nghề đồ tể giết heo. Trước lúc chết, ông còn phát bệnh rất kỳ quái. Không những sai lệnh, kêu người phải treo ông lên, không ngừng dùng chùy đánh vào ông. Ông nói có làm như vậy, thì ông mới thấy thoải mái ông chết rất thống khổ không những ọc máu tươi mà ánh mắt cực kỳ hung dữ xưa nay mạnh vĩ không bao giờ nhắc đến việc tổ phụ lâm chung thê thảm cho người ngoài nghe rồi mạnh vĩ kể chuyện về ông hùng một người bạn của ông nội chàng làm nghề đồ tể mổ bò mỗi ngày giết mấy con ông hùng nhờ nghề này mà giàu có một hôm ông hùng đi chơi về vừa vào nhà nằm nghỉ thì bỗng than tức ngực, khó thở. Lát sau, vợ ông vào thăm, thấy ông nằm bất động trên giường, lây không tỉnh, gọi không đáp, bèn mời bác sĩ đến. Khi bác sĩ đến, thì thấy ông Hùng rống lên đau đớn, âm thanh giống như tiếng bò bị đập đầu. Tiếp theo, toàn thân co giật ghê rợn, rồi học máu chết. Ông chết cả buổi rồi, máu tươi vẫn còn ứa ra từ miệng. Nhìn cảnh này, ai cũng thất kinh. Con cháu ông Hùng nghe lời phụ thân chàng khuyên. Bèn dẹp lò mổ, không theo nghề sát sinh nữa. Mạnh bị kể, chàng đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc của những người làm nghề giết mổ gia súc và thấy rằng đa số họ, dù chết trẻ hay chết già, đều chết rất thảm và trước khi chết, miệng luôn ọc máu tươi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chàng nhất tâm học Phật. Tất cả chú bác và các cô của Mạnh Vĩ đều bị bệnh tật triền biên. Cha chàng bị đau, xương sống, xương sụn, đều nhức nhối. Bác chàng thì bị bán thân bất toại nằm liệt trên giường 10 năm nay. Đến đời Mạnh Vĩ, anh của chàng chưa đầy 40 thì bị bệnh thần kinh, suốt ngày luôn nghi ngờ người ta nói xấu sau lưng mình anh không thể làm việc được. Còn Mạnh Vĩ và chị gái lúc nào cũng bị đau cột sống. Chị chàng còn phải mổ, nhưng trị không lành được. Hòa Thượng Diệu Pháp còn nói, nếu như chẳng phải nhờ Mạnh Vĩ chuyên ăn chay, học Phật, tu tập, thì chàng cũng khó thể kết hôn, bởi do gia đình nghiệp sát quá sâu nặng, số phận đã định là con cháu phải bình hoàng, lụng bại. Bài Pháp Ngữ hòa thượng diệu pháp vừa ban bố giống như trận mưa xuất hiện kịp thời dưới tắt ngấm ngọn lửa tà đang thiêu đốt nung nấu tâm can mọi người giải trừ hết mọi nghi hoặc đang có trong lòng họ nhất là vợ chồng mạnh vĩ trung hồng họ đã chuyển buồn thành vui hai vợ chồng bây giờ học phật tập tu càng thêm dũng mãnh tinh tiến tôi tin họ chí thành như thế chư phật bồ tát cũng sẽ gia trị cho họ sớm sinh quý tử báo ứng không ngờ năm năm trước hạ tiên sinh hơn bốn mươi tuổi con trai ông là cún được mười hai tuổi ngay từ nhỏ cún đã hết sức ương bướng sau khi cho đi học không những nó ham chơi chẳng chịu học hành ưa đánh nhau lại thường xuyên trốn học cha mẹ, thầy giáo đều bó tay hết cách đối với thằng bé. Cún quậy tưng làm cho cả nhà không được yên. Em gái Hạ Tiên Sinh một lòng tin Phật, biết đây là nghiệp báo oan gia đến đồi nợ. Cô muốn nhờ Phật pháp giáo dục thằng bé, giúp anh Bình giải mối lo. Thế là cô dẫn anh đến gặp hòa thượng, diệu pháp cầu cứu, cũng hy vọng anh Bình thấy ngài trí huệ mà phát tâm tinh Phật hòa thượng chăm chú nhìn ông hạ và hỏi ngày xưa anh có giết qua con chó nào không dạ không xưa nay con chưa từng giết con chó nào hết á vậy sao con chó đó lông vàng trên lưng có đốm đen lúc ấy anh khoảng chừng hai mươi tuổi hà tiên sinh nhớ lại chuyện thuở xưa và nói à hồi đó con làm ruộng tại dùng hát long giang Do mấy thằng bạn đồng công tác suốt thời gian dài Không được ăn miếng thịt nào Nên lén trộm con chó vàng Của làng bên cạnh á Tụi nó thì bắt và giết chết con chó Phần của con á chỉ phụ tá thôi Giúp á, lột da, mổ bụng Làm thịt giùm thôi à Anh có ăn một chén thịt nữa mà Dạ Đương nhiên là vậy rồi Con đó phụ mà Không lẽ không ăn cho đỡ thèm Anh đã lột da Lại còn mổ bụng, xẻ thịt chó làm vậy cũng đồng như giết nó. Đến thời điểm này, thì chính con chó đó đã đầu thai làm con của anh, tìm anh mà báo oán đó. Mặt ông Hạ đầy bất bình, tức tối nói, Ơ, ừ, như vậy thì vô lý quá, không đúng chút nào hết trơn á. Trước tiên á, con chó phải tìm kẻ bắt nó, giết nó, mà báo án mới hợp lý chứ. Dạ lại á, họ ăn thịt nó nhiều hơn con, mà tại sao là nhắm vô con? Con đâu phải là người giết nó, sư phụ giải thích chuyện đến nay đã hơn hai mươi năm có lẽ nó đã tìm tới những người kia báo thù rồi nhưng không nhất định là phải đầu thai làm con của họ phàm những kẻ tham dự việc bắt chó giết ăn sớm muộn gì đều phải trả báo hết còn như ai trả báo trước ai bị báo sau chuyện này không nhất định bởi vì nghiệp lực và phúc đức mỗi người khác nhau nên thời gian trả báo cũng có sớm, muộn, chẳng đồng. Người có phúc báo lớn một chút, thì đời này, đời sau cũng chưa thọ báo. Đợi đến nhiều đời nhiều kiếp sau nữa, phúc hết, thì họ mới trả báo. Điều này, vốn không nhất định mà. Hòa thượng thở dài, cố sức nhắc nhở ông Hạ. Ôi, ta biết, anh không tin những gì ta nói. Hôm nay, anh đến đây cũng là cùng phật có duyên ta hy vọng anh có thể cởi bỏ phiền não cho nên mới giảng về nhân quả cho anh nghe còn số mệnh anh số mệnh gia đình đều nằm trong tay của chính anh tất cả đều có thể chuyển đổi được ngừng một chút hòa thượng tha thiết nói nếu như anh có thể sám hối tội giết con chó hàng ngày chịu khó tụng kinh phổ môn quan thế âm bồ tát hồi hướng công đức cho con chó đó đồng thời dùng tâm nhẫn nại giáo dục con thì con anh sẽ thay đổi tốt đó anh nếu càng chân thành thì con của anh thay đổi càng nhanh nói ngược lại nếu như anh không thể làm theo lời ta đợi đến lúc con anh mười bảy tuổi nhà anh sẽ phát sinh việc lớn. Và sau đó, anh có thể tạo họa, xa vào lao ngục. Ngàn dạng lần, chớ nên kinh thường. Hạ tiên sinh nghe xong, không nói gì, mặc sù xuống, hiện lộ vẻ không tin. Anh hoàn toàn chẳng muốn tiếp nhận lời khuyên vàng ngọc của hòa thượng. Thời gian qua như tên bay, chớp mắt, con trai ông Hạ đã 17 tuổi. Trong quá khứ, suốt mấy năm ở trường học hành vi xấu ác của thằng bé đã khiến cho nó bị đuổi học ông hạ vì vậy phải tốn rất nhiều tiền để duy trì học bạ cho con nhưng ông vô phương dạy dỗ thằng bé ngày càng hư đốn khó bảo một mực kình chống cha vì nó mà vợ chồng ông hạ thường xuyên cãi đẩy thậm chí đánh nhau ầm ĩ năm năm sau gia đình ông giống như chiến trường không có ngày nào được an. Mùa xuân năm nay, đêm giao thừa, hai vợ chồng vì con mà gây gỗ dẫn tới đánh nhau tưng bừng. Người mẹ réo đứa bé trợ giúp. Thằng cún bây giờ, cao một mét tám, huyết khí bừng bừng. Vừa nghe tiếng mẹ hô hoáng là nó chạy tới giữ chân cha lại, vật ông té nhào. Nó tiếp tục giữ chặt chân cha để mẹ nó đánh thỏa thích, cho đến khi ông ngớt đi họ mới khiêu xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cuối cùng, ông Hạ phải ly hôn, thằng con đi theo mẹ. Sau đó, còn xảy ra gì nữa thì tôi không biết. Tôi thực rất tiếc cho Hạ tiên sinh. Năm năm trước nếu như ông chịu nghe lời hòa thượng khuyên dạy, thì có lẽ đã tránh được những điều không hay cho ông lẫn thẳng cuốn. Nhân chuyện này, tôi thắc mắc hỏi. Bạch Hòa Thượng, xin ngài hay giải thích. Vì sao mang thân chó? Con người được tôn là loài chí linh trong dạng vật. Biết bay đồ mặt, biết chế tạo đủ thứ vật chất văn minh để phục vụ cho cuộc sống của mình. Nếu làm người mà nhân cách phẩm hành không xứng với vị trí con người, cứ hành động phi pháp, trái đạo, luôn mưu hại kẻ khác, đánh mất nhân phẩm thì cuối cùng sẽ thay đổi đầu mặt làm kiếp thú mỹ nữ và thổ phỉ có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại tìm đến cầu kiến hòa thượng diệu pháp cô ta tự giới thiệu về mình thưa ngài con là luật sư vừa rồi con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ triệu nàng dung nhan mỹ lệ đoan trang nhưng thần sắc hết sức là tiều tụy nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng lý do là chồng nàng quá vũ phu hung bạo chúng con thụ lý vụ án này rồi liền hẹn đến nhập lý tiên sinh tức là chồng của nàng khi diện kiến chúng con bật ngửa vì thấy chồng nàng nhan diện rất hiền lương phúc hậu ông thuộc loại người nho nhã có tác phong không hề thô tháo hung dữ như cô ta tả sau khi chúng con kể cho ông nghe, cô vợ cứ khăng khăng đòi ly hôn rồi, vẻ mặt ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ dùm. Ông nói, ngàn vạn lần không thể ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc mất tính người. Do vậy mà, tinh thần vợ ông bị hoảng loạn, và phát sinh ra ảo giác nếu như mà ly hôn ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được vì không có ông kề bên chăm sóc sau đó ông thuộc lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình kể rõ từ nhỏ đến giờ nàng đã gặp những bất hạnh gì thú thật là sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng toàn thế lực sư đoàn chúng con đều chấn trọng, kinh ngạc không dứt chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ. Rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà, bất kể là chúng con nỗ lực hòa giải như thế nào, thì cô vợ cứ khăng khăng nói là, không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy, con tranh thủ kỳ nghỉ phép, đi đến để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ Mỹ lệ đó, vì sao mà có số mệnh long đông trớ trêu như vậy? nàng có thể cải đổi số phận rủi ro của mình không? Tinh thần của nàng có thể phục hồi tốt hay không? Xin sư phụ khai thị. Sau đó, nữ luật sư kể vắng tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải. Lý Tiên Sinh và cô Triệu quê ở Hồng Kông, hiện đang định cư tại Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã, suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác ngày càng một tăng mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm ông lý thì ôn du nho nhã cô triệu thì xinh đẹp đoan trang thật là một cặp trời sinh sau khi tốt nghiệp cao trung thì ông lý cầu hôn cô triệu nào ngờ nàng buồn thảm bật khóc nói là mình không có tư cách gả cho ông hỏi mãi ông lý mới biết được chân tướng vào lúc cô triệu 8 tuổi thì phù thân mất mẹ tái hôn. Lúc cô triệu 14 tuổi, thì bị cha dượng khung bạo cưỡng hiếp. mẫu thân nàng chủ biết cũng đành bấm bụng chiều vậy để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm rồng, mãi tận đến nay. Ông lý nghe xong, thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. Phù thân ông lý kinh doanh hãng giày, gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹn chuyện cô Triều bị bố dựng làm nhục, thú thực tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô Triều qua Canada cùng học tiếp đại học và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai nên đồng ý cho họ được như nguyện. Tốt nghiệp đại học rồi, họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba. Con trai của họ mới 8 tuổi thì bị bắt cóc. Họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuột rồi thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thay ngoài đồng nội. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng, nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng hòa vô đơn chí. Năm sau, toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại, nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc. Một buổi tối năm thứ ba, lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, thì trước cổng, đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống, sáu tên thủ phỉ hùng hổ, xông vào trong tiệm. Chúng không nói năng gì, bắt hai vợ chồng dán kính mồm miệng và trói lại. Sau đó, chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là, bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng. Từ đó trở đi, tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp. Nàng luôn hoảng loạn, thường phát sinh ảo giác, cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác, chuyên bạo hành, cưỡng hiếp, đánh đập cô nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng Để luật sư kể xong bèn thỉnh giáo hòa thượng bạch sư phụ cô triệu chí trước đã tạo ra những việc gì mà đời này số khổ quá như vậy xin sư phụ giảng cho chúng con nghe những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này thật không tưởng tượng được một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương hỏa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy khó mà không oán trách trời già bất công lúc này hòa thượng thở dài nói à, cô gái đó kiếp trước là nam nhân gia cảnh bần cùng cha mẹ mất sớm từ nhỏ đã phải đi ăn xin rồi chăn dê cho địa chủ sau đó cho chịu không nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người nên bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi rồi sống bằng nghề trộm cướp đến khi trưởng thành thì làm thổ phỉ đánh người cướp nhà bắt phụ nữ hiếp dâm không ác nào mà không làm có một lần hắn đi cướp trong thôn nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ hắn liền bắt trói chồng đàn cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng liên tục mấy năm sau hắn vẫn thường đến ức hiếp làm nhục đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của hắn đành cắn răng chịu nhục mà sống đến đời này thụ phỉ đó chuyển sinh làm cô gái họ triệu người cha dựng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị hắn làm nhục nay đã chuyện thế đầu thai tìm kẻ thù báo oán đến như con cô triệu bị giết hàng hóa bị cướp cô bị các tên lưu manh làm nhục luân phiên hãm hiếp tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô vì vậy mới có câu muốn biết nhân đời trước nhìn quả thọ đời này muốn biết quả đời sau nhìn nhân gieo đời này bởi vì lưới trời tuy lồng lộng Nhưng một sợi lông cũng khó thoát Cho dù hiện đời Kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt Thì cũng không trốn được luật nhân quả Phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo Trong Kinh Phật thường nói Nhân quả báo ứng như bóng theo hình Cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời những điều đã tạo ra không hề mất điều này khuyên răn chúng ta phải hết sức cẩn thận các điều ác chớ làm xuyên làm các điều lành nghe hòa thượng diệu pháp nói không ai là chẳng tin phục mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai lúc này có người thắc mắc hỏi sư phụ cô triệu đời trước á làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác dễ đầy. Đời nay vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như vậy chứ? Mọi người đều có mặt hưởng ứng, ngưỡng vọng, chờ câu đáp của hòa thượng. Sư phụ từ tốn ghế. Một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sơn trại, hắn gặp một đồng nam áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc chứng kiến cảnh này hắn ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé mình cũng từng khốn khổ như thế do vậy mà thông cảm xót thương hắn hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ vì để trâu đi mất nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp nói nếu không bồi thường thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn đóng gông bỏ tù tên cướp nghe nói xin lòng trắc ẩn đưa cho thiếu niên một số tiền lớn dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống đồng nam nhận tiền xong liền hướng thổ vĩ dập đầu tạ ân cảm kích đến rơi lệ phát thể rằng đời sau xin nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô triệu vì lý do này mà bất kể cô triệu gặp hoạn nạn như thế nào thậm chí có yêu cầu ly hôn anh lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa không chán nản bỏ bê và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vần dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người sư phụ nói tiếp người ta bình thường không biết phật pháp không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình nên cứ mê lầm tạo tội cảnh phát theo tâm nếu như cô triệu có thể tiếp nhận phật pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời có thể giải quyết tận gốc đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh nếu như cô triệu có thể đến chùa học phật pháp thọ giữ ngũ giới hành thập thiện hằng ngày cung kính tụng một bộ kinh địa tạng hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại xuyên hành trì như vậy bền bỉ thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ, vì sau mệnh giận có thể chuyển tốt. Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ. Mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng cô Triều đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận bệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân. Chứng, Chứng bình, bình, sợ bóng, bóng tối. tối. Trần nữ sĩ, tuổi hơn bốn mươi. Đang cùng chồng đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp Bà kể Từ nhỏ tới giờ Thấy trời vừa tối Là phát sợ Cho nên trước khi trời tối Bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà Nếu không Thì sau khi trời tối Bà sẽ không có dụng khí vào phòng thắp đèn Và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối Bà đều chẳng dám lượm lên Bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng tối là bà sợ rét run từ nhỏ đến giờ bà đã đi rất nhiều bệnh viện gặp nhiều bác sĩ tâm lý nhưng không ai tìm ra nguyên nhân tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà khiến cho bà rất khổ sở sư phụ nói kiếp trước bà là một nạn nhân ít. trong nhà nghèo tới nước ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi tại hương thôn gã ít trú ngụ có một gia đình Thiện Lương, vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn, nhằm giúp soi sáng đường đi cho khách bộ hành, để họ dễ dàng nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên ít nghèo nàng này lại khởi tâm tham xấu, hắn thường lợi dụng đêm khuya lén trộm hết dầu trong đèn mang về nhà. Đèn bị tắt rồi, khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng nhân nào quả nấy do vậy mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm tiên sinh dạy, dạy học tỉnh sơn tây có một đôi vợ chồng trẻ sinh được một đứa con trai đã ba tuổi mà vẫn chưa biết đi nói cũng không rành bác sĩ khám xong bảo thằng bé bị chứng liệt não nhẹ hai vợ chồng vạn phần lo lắng liền nhờ tôi đến hỏi hòa thượng giùm. Hòa thượng nói, kiếp trước đứa bé này là một giáo sư tài ba chuyên nghề dạy học, đọc đủ thi thư, là người rất có tiếng tâm danh vọng. Khi đó, nhiều người thích nghiên cứu Phật Pháp. Tìm đến được thỉnh giáo ông, hỏi về vấn đề liên quan sinh tử và lục đạo luân hồi, ông giáo bèn miệt thị nói với mọi người rằng, Những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối, không thật. Có ai thấy qua lục đạo luân hồi hay chưa Rồi ông còn trích lời khổng tử thế này Không biết sống đâu biết chết Và khăng khăng tuyên bố quan điểm của mình Rất là chính xác Do nói lời hàm hồ như vậy Ông đã khiến cho nhiều người Mất đi phúc duyên bước vào con đường học Phật Chính vì Tính tự cao ngã mạn Ý vào tri thức nửa vời Vì giáo sư đã phát ngôn bừa bãi Đem những phán đoán sai lệch của mình Ngăn trở người tìm hiểu Phật Pháp Cho nên sau khi chết Ông bị sinh làm heo nhiều kiếp Đến hiện đời Do đôi vợ chồng này rất ưa ăn thịt heo Cho rằng thịt heo là ngon nhất Khi con heo này bị giết rồi Họ đã mua nó đem về kho ăn Giờ đây nhân duyên chính mùi Đứa con trai mà họ sinh ra Chính là ông giáo khiếp xưa Từng thọ ác báo Đó cũng là báo ứng của đôi vợ chồng Ưa ăn thịt heo nếu muốn thay đổi nghiệp báo, họ phải sám hối tội ăn thịt, hơn nữa phải chuyển sang ăn chay hoàn toàn, còn phải sám hối thay cho ác nghiệp ngày xưa của con họ, phải tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho những người từng bị ông giáo nhồi nhét tư tưởng sai lầm, lỡ mất cơ duyên học Phật pháp và cũng nên vì những con heo mà họ ăn, tụng kinh Địa Tạng siêu độ cho. Hòa thượng khẳng định chỉ cần hai vợ chồng kiên trì làm đến nơi, chịu tụng kinh và ăn chay như lời ta nói, đồng thời phối hợp với phương pháp trị liệu rèn luyện thân thể, đứa bé sẽ dần chuyển tốt, não sẽ hồi phục bình thường, tương lai nhất định có thể tự lo cho đời sống mình. Tôi cứ thế truyền đạt lại hết mọi lời hòa thượng dạy cho hai vợ chồng kia nghe. Cha đứa bé nghe xong, Kinh hải nói: Sư phụ giảng rất đúng. Ông bà nội thằng bé làm tại công ty thịt, còn thiết lập thêm lò mổ riêng nữa. Do vậy mà gia đình ông được mua thịt sống tươi ngon với giá rất rẻ. Vợ ông rất ưa ăn đầu heo. Không ngờ báo ứng ập tới, cả nhà lãnh chung thật là từ làm từ chịu. Nếu biết rõ thì họ đã không làm như vậy. Mẹ đứa bé rơi nước mắt, bày tỏ lòng sám hối. Dạ nhất định sẽ tuân theo lời sư phụ dạy, sẽ ăn chay tụng kinh, ráng trị lành bệnh cho bé. Mong các vị có thể trì chí kiên tâm, phiền não sẽ chuyển thành bồ đề. Ăn chay trì giới mới được lợi ích. Đồng phu dân ngủ ở tầng dưới, tuổi hơn 40, tánh chất phát rộng rãi. Bà bị tiêu chảy mười mấy năm nay, hàng ngày phải đi ít nhất là bốn năm lần, nhiều thì mười mấy lần, thấy bụng vừa đau là phải lao ra nhà xí. bác sĩ nói bà viêm đường ruột mãn tính, dù uống rất nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả. có lần bà lên nhà hỏi tôi có cách gì giúp bà không, tôi hớn hỉnh bảo tôi sẽ ra thuốc cho bà, chỉ cần bà chịu dùng y theo toa đã kê thì bảo đảm bệnh tật sẽ tiêu. Và hàng bác sĩ như tôi đây Một xu cũng không lấy Bà đóng thực thà nói Ông cứ kỳ toa đi Tôi tin ông mà Đắt mấy tôi cũng mua Đắng mấy tôi cũng uống Tôi nói Thuốc tôi cho không làm bà tốn tiền Tôi thấy bà phải sớm như ăn thịt gà, thịt vịt, cá Vì ruột Dạ dày của bà không tiếp thu được hội tanh Do vậy Mỗi ngày bà đều đi chải Bắt đầu từ nay trở đi Trừ trứng gà không trống ra Bà phải đoạn dứt việc ăn thịt và nên ăn chay hoàn toàn tôi nói thêm kể từ tối nay trước khi sắp ngủ bà hãy thư giãn thân Ngồi cho tốt hít thở đều tĩnh tâm lại nhắm mất niệm phật nam mô quan thêm bồ tát nửa tiếng chỉ cần bà thành tâm thì sẽ mau chóng có kết quả nếu niệm một tháng mà không hiệu quả xem như tôi nói không đúng tôi sẽ để bà ăn thịt lại dù sao dùng toa này không tốn tiền bà có muốn thử hay không bà nghe tôi nói mặt đầy duy gờ, hỏi. Nè, một nữ đồng nghiệp của tôi á, cứ đến ngày rằm, mồng một là đi chùa tụng kinh, ngày nào cũng thành tâm thắp hương trong nhà, nhưng bà ta khắp thân đều bệnh, đã từng chăm tim uống thuốc bao nhiêu ngày, nhưng bệnh vẫn không ngớt. Như vậy thì ông giải thích làm sao đây? Tôi chất vấn. Bà ta ăn chay hả? Người ta nói là cư sĩ tại gia thờ Phật, chỉ cần không sát sinh là được rồi, có thể ăn tam tịnh nhục. Cho nên tôi cứ vậy mà ăn, Bà Đổng trả lời, tôi hỏi. Giả dạ sử, có người gì hút thuốc mà bị bệnh phổi, do uống rượu mà bị bệnh gan, thì có phải là không cần kiên cử gì, cứ mặc tình hút thuốc, nhậu thả ga, chỉ cần tiêm chích, uống thuốc là bệnh sẽ lành, có phải vậy không? Đây là điều không thể. Cũng giống như vậy thôi, do ăn thịt chúng sinh mà bệnh, thì trước tiên cần phải đình chỉ ăn thịt, phải tụng kinh, niệm Phật thì mới có hiệu quả, bởi do không hiếu kính phụ mẫu hoặc tạo ác nghiệp mà bị bệnh thì trước càng đoạn ác nghiệp phát tâm sám hối cầu chư phật gia trì thì mới hiệu nghiệm phật bồ tát là bác sĩ tốt nhất trên thế gian phật pháp là thuốc tối hay trong vũ trụ nhưng do phần đông người ta không hiểu rõ không biết đến vị thuốc tối hay này người ta hoàn toàn không biết là mỗi người đều tự có kho báo. đúng thật là đáng tiếc nếu như không thể tuân hành theo lời phật dặn thì bất kể là dùng thuốc gì khám bác sĩ nào bệnh của bà cũng không trị hết tôi nói có đúng không? Ông giảng thì tôi hiểu rồi. Từ nay tôi bắt đầu trong vòng một tháng thực hành to ăn chay niệm Phật mà ông vừa cho. Nếu thật sự làm vậy mà tịnh lành, thì tôi nguyện từ nay trở đi không ăn thịt nữa, mà sẽ học tập theo ông, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Tối hôm sau, bà động mặt mày hớn hở, báo cáo. <laughs> Đêm qua tôi về nhà, bụng không còn bị đau. Lúc dùng tối thì không ăn thịt, Trước khi sắp ngủ thì ngồi tỉnh tọa, tôi nhắm mắt niệm Phật. Niệm một chút thì toàn thân phát nóng. Tôi thầm nghĩ, đây có phải là cảm ứng chăng? Càng niệm thì tâm càng hoan hỷ. Đến lúc cảm thấy hai chân bị tê thì tôi mở mắt ra. Ôi chào, quá ra cả hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Tôi buông chân ra, toàn thân toát mồ hôi. Cảm giác như vừa mới tắm xong nước nóng vậy. Thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng, thư thế. Rồi bà hí hững phát biểu. Thật không ngờ ngồi thiền niệm Phật tốt như vậy đó. Suốt ngày nay, cho tới bây giờ bụng tôi vẫn chưa đau. Thật là lạ. Mà mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm này. Cho đến hôm nay, bà Đỗng không những chứng đau bụng đi tả ra hết, mà ngay cả bệnh đau lưng nhiều năm trước cũng không thuốc mà khỏi. Bây giờ hàng ngày, bà ngồi thiền niệm Phật còn bắt đầu tùng kinh địa tạng và chú đại bi bà tự giác tu tinh tấn tâm tư kiên định phát nguyện hành theo lời phật dạy Dân nào, nào quả, quả nấy láng giềng tôi có bác trương ưa luyện khí công còn dùng khí công để chữa bệnh cho người nhưng ông trị người không hết mà bản thân cũng bị bệnh quấy nhiễu ông bị chóng mặt đã ba bốn năm nay uống thuốc trị liệu gì cũng không kết quả. Ông nói, Đầu tôi say sẩm giống như là mới vừa uống hai bình rượu vậy đó. Nhân duyên hội đủ, ông đến gặp hòa thượng Diệu Pháp, năng nỉ ngài, vận khí công trị bệnh cho ông. Sư phụ cười nói, Tôi không thể vận khí công để trị bệnh đâu. Mỗi người mắc bệnh đều có nguyên nhân Tôi có thể nói rõ nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Còn chuyện bệnh hết hay không thì tùy thuộc vào ông. Đây cũng là đạo lý mà Phật nói. Mệnh tự ta lập. Thí như do ông không hiểu chuyện mà làm sai việc gì đó, đem lại thống khổ phiền não cho mình và người. Nếu ông gặp được thiện tri thức, giải thích và chỉ ra nguyên nhân một khi ông hiểu rõ và nhận ra chỗ sai của mình cố gắng sửa đổi thì phiền não và thống khổ sẽ biến mất không còn bởi vì phật pháp không phải để cho người mê tín phật bồ tát hay một cao tăng nào đó mà là để mỗi người đều có thể hoạch đắc trí huệ tự mình cải tạo số mệnh của mình bác trương suy nghĩ một hồi rồi gục gạt đầu. Hòa thượng nói tiếp. Ông bị chóng mặt. Là do ba bốn năm trước, ông từng làm tổn hại một ổ chuột con. Có việc đầy không? Bác Trương hồi tưởng lại và nói. Dạ có chứ, có việc này chứ. Sư phụ, ngài quả là có đại thần thông. Ờ, ta nói cách đây khoảng hai ba năm gì đó, con bữa con vô trong kho chứa đồ, phát hiện ra trời ơi nguyên cái ổ chuột con mới sinh khoảng sáu bảy con gì đó trời ơi đệ tử nhát lắm đâu có biết làm sao cho tụi nó chết hết tôi cái bắt bỏ tụi nó vô cái lòng trời ơi dùng hết sức bình sinh lắc mạnh thiệt mạnh lắc hồi lâu con nghĩ là tụi nó đã chết liền đem ra quăng ngoài bãi rác trời ơi có việc vậy mà cũng liên quan tính chứng chống mặt của con sao đúng vậy ổ chuột đó không bị ông lắc chết mà chỉ bị ông làm cho chống mặt thôi nhân nào quả đó đây là nguyên nhân vì sao ông chống mặt ngài phán rất đúng con từ lúc đó về sau bắt đầu chóng mặt may là bầy chuột chưa chết nếu mà tụi nó chết rồi thì không biết con đền mạng tính đâu nữa đúng vậy sát sinh sẽ làm giảm thọ mệnh bằng không thì ngay đời này cũng gặp tai nạn hoạnh ương động vật sợ dĩ có thể bị giết cũng là do kiếp trước nó từng gieo nhân sát sinh nên đời này mới bị quả báo như thế phần chúng ta đời này giết hại chúng đó tức là đang dây nợ mạng cứ thế nhân quả tuần hoàn quan quan tương báo không bao giờ hết vì vậy mà phàm phu chúng ta cứ luân hồi trong lục đạo không có ngày ra chỉ có liệu giải phật pháp Tinh sâu nhân quả, ngưng ác hành thiện, thì mới có thể thoát ly biện khổ sinh tử. Thế nào? Từ nay về sau ông còn muốn sát sinh nữa không? Bác Trương đang ngồi sợ đến gẫn gư nghe hòa thượng hỏi, vội đáp. Dạ, dạ, từ nay về sau, con không dám sát sinh nữa. Nói xong, ông hoan hỉ mắt. <laughs> Bạch sư phụ, đầu con tục đột nhiên tỉnh táo rồi không có chóng mặt hay là choáng chút nào nữa hết người chung quanh đều cười bác trương thắc mắc nói tiếp nhưng mà cái loài chuột nó hại sâu cắn phá tài sản của con người thậm chí truyền bệnh dịch hạch nếu như không giết tụi nó tương lai nó sinh sản lan tràn ra nhiều nữa thì sao Chọn cả tổng thể từ lớn như vũ trụ và nhỏ tự di trần bao gồm tất cả chủng loại sinh mệnh đều có quy luật vận hành và thời gian tồn tại nếu con người có sinh lão bệnh tử thì vật có thành trụ hoại không cho dù là núi sông biển cả hoa cỏ hạt xương chỉ cần có hình thành là có hoại diệt thế nhưng cách hoại diệt hay chu trình sinh tử này tự có quy luật của nó. Nếu chúng ta coi thường quy luật tự nhiên, mặc tình phá hoại theo lý luận và ý thích ngu muội của mình, tất nhiên sẽ chiêu lấy ác quả bất kham, khó thể tưởng tượng. Chỉ như chúng ta vì những lợi ích trước mắt, cho phá rừng nổ đá, khiến rừng bị quỷ hoại, núi bị sạt lở và cây cối loài vật trong rừng bị tàn hại tất cả việc làm thiếu ý thức này của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả là địa cầu bị ngập nước khí hậu đổi thay lũ lụt phát sinh ông không thấy số lượng cây rừng bị chặt phá quá nhiều động vật bị săn giết thảm đến nhiều loài phải mất tích hoặc tuyệt diệt Loài chuột cũng có rất nhiều kẻ thù trong thiên nhiên như rắn, mèo, diều hâu, chim ưng, chim ó, vân dân. Có thể những kẻ thù thiên nhiên này cũng bị nhân loại chúng ta giết hại ăn thịt hoặc lột da làm y phục, trang sức. Do vậy mới có câu Thiên tai là chính do nhân họa tạo thành hòa thượng ngừng một lát rồi nói tôi bày ông một cách có thể diệt trừ nạn chuột ông có muốn thí nghiệm thử không mọi người đều nhìn hòa thượng chăm chăm ngài mỉm cười giải thích trước tiên phải biết chuột cũng là loài động vật hữu tình cũng có mẹ sinh đẻ dưỡng đuôi chúng cũng giống trâu ngựa mèo chó một số có thể nghe hiểu tiếng người khi ông hiểu rõ đạo lý không sát sinh rồi ông có thể hàng ngày chuẩn bị những thức ăn dư thừa cho nó đặt ở nơi mà chuột thường ẩn hiện và nói nhỏ bản thân tôi ngày trước chưa hiểu phật pháp nên đã giết hại rất nhiều chuột bây giờ tôi đã rõ đạo lý từ nay về sau nhất định chẳng sát sinh nữa. Tôi vẫn muốn tụng kinh cầu siêu cho loài chuột từng bị giết. Hy vọng chuột sẽ không cắn phá đồ vật trong nhà người. Chỉ cần ông thành tâm thành ý làm như thế, nhất định sẽ thấy kết quả. Thậm chí một ngày kia, chuột sẽ dời ổ, bỏ đi. Buổi nói chuyện của sư phụ đã khiến chúng tôi mắc tai như đổi mới. Sau đó, phương pháp này lần lượt được thí nghiệm kết quả rất tuyệt còn có người trong nhà bị nhiều kiến họ cũng áp dụng phương thức này và nói rất linh nghiệm không tin nữa thế thì bạn hãy thí nghiệm đi hồ trì phật pháp bằng đức Hành tôi hỏi sư phụ con thấy nữ sĩ kia một mực chí thành hộ trì tự diện hay bố thí tham gia pháp hội. Nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi, bệnh viện nào cũng không trị nổi. Xin hỏi sư phụ, nguyên nhân căn bệnh của bà là gì? Sư phụ đáp. Làm người không nên để cho tâm danh lợi làm lụy. Chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn. Phải biết lúc ta đến cõi đời này, vốn là trần trụi, thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay không đem theo được gì. Danh lợi giống như khói mây thoáng qua. Không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quan gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự diện giống như cung điện chứa vàng chất bạc. Kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh còn nếu không những đem tài vật cúng dường mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự diện thì tự diện mới thành là đạo tràng dạng đức trang nghiêm hóa độ thập phương rộng rãi hãy bảo bà ấy ngoài việc tu tâm sửa tính giữ lòng khiêm cung ra còn phải tụng kinh địa tạng để tiêu trừ túc nghiệp khi tụng kinh không nên tham nhiều tham mau đọc lu luôn trong lúc tụng kinh cần chú ý tâm khẩu mắt phối hợp hỗ tương cho đồng chẳng nên hôn trầm tán loạn tụng từng chữ từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ ngàn câu tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh như vậy pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích. Không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham, sân, si, mà phải hằng có tâm điều phục chúng, giống như làm cỏ phải diệt tận gốc mới không lưu lại hậu hoạn. Khi tôi đem lời sư phụ dạy chuyện đến nữ cư sĩ này rồi, bà nói sư phụ phê bình rất đúng. Bà nhìn giận đây là khuyết điểm bản thân bình và chân thành biểu lộ sự ăn năn sau đó bà buông bỏ hoàn toàn không thèm quan tâm đến chuyện bình tận tử cứ ở nhà tụng kinh địa tạng khi tụng đến bộ thứ bảy thì cảm thấy bệnh trên thân thể như lành được một nửa lúc đến y viện kiểm tra thì bú ác tính đã chuyển sang lành tính bà được niềm vui quá ước mong càng tăng thêm niềm tin đối với sư phụ khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà, chi trì Tùng kinh địa tạng. Lúc Tùng đến bầu thứ 19, thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hàng ngày, bà lễ Phật hơn trăm lạy mà không thấy mệt. Sau đó, bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại một dấu vết nào. Quá thực, đúng là kỳ tích. Đến nay, đã gần 5 năm. Mùa xuân năm 2000, bà đi xe từ Thiên Tân đến thăm tôi. Tôi thấy sức khỏe của bà còn khỏe hơn hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thực là lạ. Pháp ngữ của Hòa Thượng, Hòa Thượng Diệu Pháp từ bi khai thị như cam lộ rưới đảnh, khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm. Pháp hỷ sung mãn Xin ghi lại một phần pháp thoại ấy như sau. Bạch Hòa Thượng, vì sao có người giết vật gì, lâu dần mặt họ lại giống con vật đó? Lúc con vật bị giết, lòng đầy kinh hoàng, oán hận, hồn phách khó siêu, mà thường theo kẻ tụ ác, chờ lúc phúc họ suy để báo oán. Lâu dần, thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa, nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh hành vi ví như một kẻ cắp sách tới trường thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia kẻ làm ruộng có dáng nông phu kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân riêng kẻ đồ tể thân xác luôn mang mùi tanh tưởi chứa đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại nên thân toàn ác nghiệp tâm chứa đầy xấu độc và họ giết loài nào nhiều nhất thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó đây cũng là điềm báo sau khi chết họ sẽ thành loài đó đọc trong sử chúng ta thấy mẹ ông mạnh tử phải dời nhà ba lần vì muốn con mình được sống trong môi trường thiện lành có được ảnh hưởng tốt điều này dễ hiểu thôi gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen giao du với người hiền thì trở thành lương thiện nếu thường thân cận phật thánh sẽ có tâm như thánh Nhan diện sẽ hiền lương như mặt Phật. Vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng kẻ sống bằng nghề đồ tể, thân tâm đều có ác khí rất nặng. Tất nhiên, bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa họa tai. Một khi phúc suy thì báo ứng đến. Vậy nếu như ăn thịt gà thì sao thầy? loài gà tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn minh loài người song về vệ sinh ăn uống chốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm chúng mang hình thể thú vật có đau ốm cũng ít ai biết lại chẳng được uống thuốc men luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình. Người đời mê ăn thịt, không biết họa hại ẩn ở trong. Cứ nấu ăn thịt đó, tưởng là ngon, bổ. Không ngờ rằng, ăn sẽ mang bệnh vào thân. Tục ngữ có nói, bệnh tùng khẩu nhập, tức là bệnh vào từ miệng. Còn trong kinh sách thường nhắc, ăn tám lượng phải trả nửa cân ăn thịt nhiều rất có hại đó là sự thật có khi không chỉ trả nửa cân mà còn phải trả cả mạng sống nhiều người ăn đủ thứ thịt bị mỡ thừa tích tụ thân đầy độc chất máu bị nhiễm trượt cơ thể bị trúng phong sinh cao huyết áp ung thư cuối cùng hết thuốc chữa nếu nói thực tế chưa bàn đến nghiệp báo thì nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi vì trước mầm bệnh tâm oán hận vào mình lâu ngày thành ung bướu không chết gấp thì cũng chết từ từ bệnh hành đau đớn con vật trượt khí nhiều từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú tâm thân đều là nguyên tố xuất sinh con người ăn thịt chúng vào nạp mãi nguyên tố thấp thì thân thể thuần là tố chất của loài vật người ăn thịt thiếu lòng từ thân đầy trượt khí rất không tốt người biết tu phải nuôi dưỡng lòng nhân bảo vệ phẩm chất thanh tịnh khi ăn thịt những loài gia súc vô tình tính linh của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm ảnh hưởng tới công phu tu hơn nữa ăn chay giúp tiết dục tĩnh tâm giúp ích cho sự tu tập rất nhiều vì cơ thể máu thịt của súc sinh ô trượt tính linh dơ bẩn ăn vào dục nhiều tinh thần tối tâm cho nên từ cổ chí kim những bậc tu sĩ đều ăn chay là vậy nói thực tế ăn thịt nhiều rất có hại chẳng ích lợi gì nhất là người lớn tuổi sức đề kháng suy yếu ăn nhiều thịt không tiêu hóa hết phần dư thừa lại nằm trong cơ thể khiến sinh ra đủ chứng bệnh cho nên ăn ít hại ít là đệ tử phật thì tốt nhất không ăn thịt vừa trưởng dưỡng tự tâm không tạo ác vừa giữ thân thanh sạch có nhiều loài nhỏ như côn trùng chim chóc con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống hoặc chục mạng trăm mạng con vật cũng có quyền được sống giết chóc chúng bừa bãi không những làm thương tổn tình người mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên hủy diệt lòng từ ái đức phật thương yêu tất cả chúng sinh chúng ta là đệ tử phật cũng nên học theo hạnh ngài hãy đối xử từ ái với loài vật dạ có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng hành nhiều bố thí xin thỉnh giáo ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài ạ à? tài sản tiền bạc giống như củi tụ nhiều vô ích chỉ một mùi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng củi có thể giúp tỏa nhiệt nhặt đâu cũng có dễ tìm đầy rẫy không nên tham muốn có nhiều vì tàn ẩn họa ở trong có cái thầy nọ bói cô ấy á, mấy năm nữa đi vào quan giận mà không có tài giận vì vậy á không cho giữ chức tổng giám đốc công ty nói vậy thì vô lý quá xin thầy khai thị à. dù nói số mệnh nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh đã gọi là số mệnh thì có ba phần là mệnh, bảy phần là giận. Đây chính là thời giận. Cho nên nói, thời tới thì phát huy. Vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tính của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y ngộ đạo rồi liền có thể nắm bắt thời cơ cũng có thể cải đổi vận mệnh mình dạ thưa thầy có một cư sĩ ở thiên tân mấy năm trước được bạn tặng cho một con chó giang tô tên là a lý từ lúc cư sĩ này ăn chay con chó cũng không có ăn thịt mỗi khi chủ nó tụng kinh sớm tối thì nó đều nằm phục một bên giống như là nghe kinh vậy đó nhưng mà khi ra đường đó thầy hãy nó gặp con chó cái đến ve vãn á là nó luôn quay đầu bỏ đi sau này phát hiện trên đầu nó có vết sẹo, giống như là lúc thọ dưới đốt hương chấm vào. Vậy việc này là thế nào? Tuy mang thân chó, nhưng nó không ăn thịt, ưa ăn chay, lại không có tâm ái dục, ưa nghe kinh thính pháp, thích thân cận thiện tri thức, không có tâm tranh đấu. Nó là một người tu trong thân xuất sanh. Bởi vì trên đầu nó có giới điều hiển hiện phật từng khóa làm thân nai trong quan thế âm bồ tát phổ môn phẩm cũng từng giảng bồ tát quan thế âm hiện đủ các thân để hóa độ chúng sinh nhân đó chuyện này không có gì lạ con chó đó là hiện thân thuyết pháp người ta có thể làm việc chung với những kẻ khắc tuổi khắc mệnh được không thầy đoàn thể học phật là lò luyện lớn, có thể dung chứa hết tất cả. Phật Pháp là chí cương, không có gì xô ngã. Phật Pháp cũng chí nhu, rất mềm mại, không có gì đâm thủng. Bởi vậy, chỉ cần mọi người nương vào chánh niệm, thì có thể chung tay dựng xây việc lớn. Mạnh cư sĩ, Hồng cư sĩ sắp kết hôn muốn xin thỉnh giáo sư phụ. Hy vọng họ sau khi kết hôn, lập nên gia đình Phật hóa, thành những đồ đệ tu hành tại gia mẫu mực. Đạo làm vợ kính yêu phu quân, sự tốt với mẹ chồng, cần kiệm hộ nhà, xuất nhập điều độ, dinh nhục đồng hưởng, tuyệt không than oán. Đạo làm chồng, thương vợ như em, không lìa không bỏ không sợ khốn khổ đem thân làm gương dạy con thành tài hai cư sĩ nếu có thể làm theo đây tất gia đình hòa thuận hạnh phúc tương lai hết nghiệp ta bà đồng sinh cõi tịnh tu hành dạ con muốn hỏi sư phụ con của người cư sĩ kia sang năm thi vào học viện mỹ thuật thiên tân muốn hỏi sư phụ cháu có thể thi đậu không làm người cần chánh làm con cần hiếu làm học trò cần xuyên tâm cần tu sửa an định đạt được bốn điểm này thì có thể tùy tâm mong muốn sự nghiệp thành dạ con rất ưa giảng phật pháp cùng người phải chăng có chỗ không đúng giảng pháp cần chú ý gì xin sư phụ cứ dạy hoàng dương phật pháp cố nhiên là việc tốt nhưng cần chú ý thời gian không nên mặc tình hành sự buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ đây là thời gian giảng pháp tốt nhất một lần giảng không quá 3 tiếng người giảng tinh thần sức lực sung mãn người nghe chú ý tập trung dễ thâm nhập thể hội lãnh ngộ phật lý vượt quá mức thì tinh thần mỏi mệt nói nhiều vô ích người làm thầy nhất định phải tuân giữ quy củ trước phải điều phục mình sau mới điều người sống không hành đúng pháp chính là phá hoại đạo làm thầy thế thì sao có thể là vô phạm cho hàng hậu học cẩn thận ghi nhớ tu làm sao mới được lợi ích hả thầy tu hành là chịu khổ khổ vì phải nhẫn điều khó nhẫn lại giống như người nuốt độc dược mà muốn nôn ra vậy nhưng bạn vĩnh viễn không thể mong một người khác nôn dùng độc dược của mình nghĩa là tật ánh của mình phải do mình sửa tu hành không nên gấp không nên nông nóng cầu mau thành chư phật bồ tát đều tùy thời tùy duyên từ bi gia trì cho bạn nhưng các bạn trước tiên phải đem tam độc tức là tham sân si lỡ nuốt vào từ vô thị kiếp đến đây nôn hết ra mới có thể nếm được mỹ vị cam lộ đây gọi là ói cái cũ nạp cái mới cho nên học phật trước phải phá ngã chấp không nên thấy toàn thị phi mắt chỉ lo nhìn lỗi người phải biết các oán ghét đối nghịch trong đạo đều do nghiệp chướng bản thân từ nhiều kiếp đến nay chiêu cảm nên phải chí thành sám hối mới có thể bình lặng tất cả còn những phản ứng kình chống ngang ngược sẽ giống như sóng trước đẩy sóng sau chỉ làm khơi thêm oán hận chứ không thể giải thoát